Đây người ta làm một cái võng á, cho mọi người có thể tới đây ngồi để chụp hình nè, cũng hay lắm à. Cái lưới này người ta sẽ quây để cho bà con tắm đừng có đi ra xa quá, bởi vì ra xa thì nước nó sâu hơn. Nhìn thấy cái dù này tí. Đó là một số người thì đây là cái cầu để người ta xét vé. Xét vé thì mua vé ở tại đây. Rồi nhưng mà người ta cũng phải đo nữa. Nếu mà đến nào nhỏ quá không được thì không đủ tiêu chuẩn thì người ta bắt phải ở ngoài này không cho vô, tại vì sợ có thể tắm biển nguy hiểm. Rồi người nào muốn đi ghe mà nó kéo cái dù lên đây thì đi qua cái ghe này người ta sẽ kéo lên. Rồi người nào không muốn thì sẽ đi cano để người ta chạy vòng cho thưởng thức cái jet để kéo người ta đi. Thì mấy người du khách đang mới tới này họ phải xếp hàng và chờ đợi để mua vé. Còn nếu mà người nào mà đi theo tour đó thì họ có đặt vé sẵn hết trơn trọi rồi, thì cái việc đi theo cái người mà hướng dẫn đoàn để đi. Có như du khách có tới cái mấy phút có một chuyến, mấy phút có một chuyến này thì người đón khách rồi người thả khách xe, coi như mấy cái ca đồn nó chạy liên tục hết á. Đông quá chừng du khách phải tới đông thì cái mũi né này Kỳ Co Beach. Kỳ Co Beach thì nó làm cái địa điểm này cũng hay. Nói chung là người ta tính người ta tắm rồi chút rồi người ta cũng chán rồi bắt đầu đi tham quan mấy cái ở nơi đây nè. Ở đây nó có mấy cái hang động mà. Cái hang động nó được khoét vô mà ở trong nó chưa có thiết lập thì ta không biết cái hang động này nó có gì ở trong đó không, nó chỉ có chút xíu một vài mét thôi. Đó. Khi mà xuống người mà đi vô trong này thì có những nếu mà không phải mua vé thì bắt đầu họ mua vé, họ bán vé tại đây. Còn những người đi theo đoàn thì sẽ cái đoàn hướng dẫn bao nhiêu người thì tiếp tục đi vô thôi. Địa điểm này cũng tạo ra công ăn việc làm cho một số người dân cư ở đây. Ở nơi đây thì đã sống về nghề biển nhiều, hãng xưởng thì chưa có bao nhiêu. Nhưng mà cái địa điểm này nếu mà thiết lập mà tốt đẹp thì cũng rất là nhiều người tới để tham gia ở nơi đây, tại họ đi theo tour có nhiều chỗ để mà đi.